Quốc Huy xin kính chào hết tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Huy từ trên YouTube của N10 TV và quý vị đang theo dõi chương trình ở khắp nơi. Hôm nay chúng ta cũng sắp sửa còn có mấy ngày nữa đến Tết rồi. Thì hôm nay Huy gặp lại anh Nguyễn Đức Đạt, mặc dù là anh em ở đây cũng gặp nhau hoài nhưng mà bây giờ cũng tới mấy năm rồi á mới gặp lại đó. Thì anh Đạt là một nghệ sĩ ở nơi đây, anh Đạt đi biểu diễn cũng khắp nơi. Nhưng mà lâu rồi á, anh Đạt có biểu diễn ở Quận Cam không? Lâu lắm rồi, thường thường hay đi xa. Rồi lâu lâu mới làm ở Disneyland này nọ. Giống như là lâu lâu mới làm ở đó thôi, còn hầu như là đi xa không à. Cảm ơn chương trình của Trường Quốc Huy đã cho Đạt một cơ hội lên đây để chia sẻ với chút xíu với quý vị về trò chuyện về Tết, về âm nhạc này nọ. Dạ. Quý vị ở tại nước Mỹ thì không có lạ gì anh Đạt hết. Thì anh Đạt cũng biểu diễn khắp nơi, nhưng mà anh Đạt hình như là cũng có đi lưu diễn ở những cái cộng đồng Việt Nam mình ở bao nhiêu nước rồi? Như tiểu bang. Tiểu bang nước Mỹ có rồi, đi qua sang Canada cũng có rồi, đi giờ đi khắp nơi. Nhưng mà đi tới đâu thì nói chung có người thì giống như là thấy cũng là một cái lạ, mọi người nghệ sĩ khiếm thị mà cũng đi lung tung. Nhưng mà không sao, cái đó là công việc mà. Nhưng mà ở nước Mỹ là một cái quốc gia tuyệt vời, mọi người đều được trân trọng. Dạ, nên thành ra mình ở ngoài đường mình cũng có những cái phương tiện nó cũng tương đối dễ dàng hơn. Tối tân lắm. Dạ. Nhưng mà so với Mỹ với lại đi tới châu Âu hay là một số quốc gia khác á, thì cái giống như anh là một người khiếm thị, mình cũng hạn chế về cái việc nhìn á, thì cái chuyện mà anh đi trên đường phố ở bên Mỹ này với bên Âu Châu nó có khác nhau không? Không, thì nói chung á, nước Mỹ thì cái vấn đề cái quyền lợi của người khuyết tật thì được nhiều. Nhưng mà có cái vấn đề mà giao thông công cộng á, thì bên mấy nước châu Âu nhiều khi cái đường phố nó nhỏ đó, như ở Anh Quốc hay là ở bên Pháp này kia rồi đó, mấy cái giao thông công cộng thì nhiều khi cái nó cũng có, tại cái nước Mỹ nó rộng quá, giao thông công cộng nhiều khi nó không có được tiện ra lắm. Nhưng mà những cái dịch vụ khác lại tốt lắm, chẳng hạn như người ta tới nhà mình, người ta rước mình đi này nọ. Có những dịch vụ mà chính quyền cung cấp đó, người ta tới nhà mình, ta rước mình đi, rồi người ta đưa mình tới tận nơi, như văn phòng bác sĩ hay là bưu điện này kia, người ta đưa tới tận nơi luôn. Mà giá rất là rẻ. Anh học nhạc từ lúc nào? Anh bắt đầu anh chơi nhạc từ lúc nào? Cái lúc hồi còn nhỏ, là lúc mà học guitar từ hồi 13, 12 tuổi là. Lúc đó là mê. Nói chung mê nhạc thì mê từ hồi 6, 7 tuổi là. Nhưng mà cho tới 13 tuổi mới được có điều kiện học đàn guitar. Nhưng mà đó chưa phải là tình yêu đầu đời của Đạt, mà tình yêu đầu đời đó là môn đánh trống. Lúc đó mới có 8-9 tuổi. Mà bây giờ sau này đi có đi biểu diễn, có đi đánh trống không? Có đánh trống không? Lúc này chỉ có chơi guitar và hát và sáng tác và chơi Lâu xảo này. Có thấy anh Đạt có nguyên một bộ collection luôn, phải không? Đúng vậy, mê sáo lắm. Mê sáo người tham lam mà, cái gì cũng thích hết á. Dạ. Nhưng mà anh khiếm thị là từ lúc mà con sinh ra đời. Từ mới sinh ra đời. Nhưng mà thật ra khi mà mình có được nhiều sự giúp đỡ với lại nhiều điều kiện thì nó cũng không có thành vấn đề gì. Nhưng mà cái việc mà như vậy á, mình chơi mình nó có khó khăn khi mình anh bắt đầu anh mê nhạc không? Bắt đầu khi mới bắt đầu mình chơi không? Đúng vậy, tại khi còn ở Việt Nam đó thì những cái điều kiện thời đó nó thiếu. Chẳng hạn như giấy viết nhạc không có, rồi những cái người giúp đỡ về như mình đi học mà mình máy thâu băng này kia đâu không có. Thành ra phải ráng mà nhớ trong đầu thì nhiều khi cũng không có bằng mà bên Mỹ, giống như mình đi học mình được cung cấp những cái máy thâu băng để mình về mình nghe lại. Tại mình viết nốt theo người khác không viết không kịp, thấy không? Khi mà mình người thấy đường thì người ta vừa nghe người ta vừa viết. Còn người khiếm thị viết không kịp. Thành ra mình viết thì mình nghe không được, mà mình nghe thì mình không viết được, chẳng hạn vậy đó. Thì nó có cái người ta được cung cấp những cái điều kiện như máy thâu băng, rồi những cái người đi theo giúp đỡ này kia trong trường đại học đó. Thì rất là có điều kiện đầy đủ ra bắt kịp chương trình của cái chương trình học của mình đó.
Rồi hay khi lắm. mà anh bắt đầu qua bên này rồi mình đi biểu diễn hồi lúc nào? Bắt đầu mà anh được mà nhận cái show đầu tiên. Năm vô trung học là để đi chơi rồi. À, chơi trong trường đó ha, chơi trong trường xong rồi đi cũng đã có người mà đi đây đi kia rồi. Vui, tức là từ hồi đi học là bắt đầu hoạt động văn nghệ rồi. Rồi khi mà bắt đầu anh vô Disneyland, bắt đầu cái show của Disneyland là bắt đầu hồi nào? Đó bắt đầu là từ một cái giải Disneyland tổ chức mà kỳ đó Đạt là một trong những người thắng giải bên phía guitar. Disneyland có tổ chức một cái giải là giải sáng tạo mà báo Orange County đã từng có đăng đó. Đạt được thắng cái giải đó, rồi từ đó Disneyland biết tới. Từ đó trâu lâu cũng tham gia những cái chương trình như bây giờ họ có tổ chức những cái chương trình Tết Á Châu đó, rồi thì Đạt cũng có tham gia một vài lần nha. Vui lắm. Rồi trong cái bước đường mà anh hoạt động văn nghệ vậy đó, thì bây giờ quý thấy anh bắt đầu cùng với lại nghệ sĩ Thành Lễ với lại mấy anh em ở trong Ngọc Trong Tim á, thì bây giờ trong chương trình năm mới này đó, tụi anh có cái những cái hoạt động văn nghệ nào của năm mới này? Thì cũng làm sao mà ráng cho cái chương trình Ngọc Trong Tim để được từ từ có những cái chỗ mà khu triển lãm của Mỹ hay có những cái hội chợ người khuyết tật này kia rồi đó. Thì mục đích của Ngọc Trong Tim cũng được có những cái buổi triển lãm ở trong đó. Tại người Mỹ nó có tổ chức những cái buổi hội chợ hay là những cái đại hội người khuyết tật rồi nhiều lắm, dễ thương lắm. Mà báo chí Việt Nam mình thì ít đăng tới. Quy thấy anh Đạt á, mặc dù là như vậy nhưng mà khi mà anh đi ngoài đường á, hồi nãy thấy anh Đạt đến đây có anh mấy anh em chở bằng chạy xe Honda đó. Trời, thấy anh Đạt cũng mê lắm. vui lắm nha. Nói chung là mình cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, cũng muốn thưởng thức những cái lạ trong đời sống đem tới cho mình. Bây giờ có được mấy cháu rồi? Một cháu rồi. Vậy hả? Vậy năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi tí năm nay gần 12 tuổi rồi đó. Vậy đó hả? Xin cũng tại vì năm mới gặp lại anh Đạt là coi như là quý vị anh chị em biết anh Đạt là một trong những nghệ sĩ mình nhìn anh Đạt mà ngồi trên sân khấu á, quý vị không có phân biệt được ai đâu. Quy coi anh Đạt đánh chơi nhạc Mỹ với lại mấy ban nhạc của Mỹ sung lắm ở trên YouTube á, mình thấy á, tức là rất là máu lửa rock đồ ha, rất là sung. Nhưng mà trong những cái biểu diễn ở trong cộng đồng Việt Nam hay là những cái show của anh Đạt ở những khắp nơi ở trong nước Mỹ đó, thì khi mà anh Đạt ôm cái đàn xong rồi đó là quý thấy anh Đạt giống như là một con người khác á nha. Bình thường ở đây nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, rất là mềm mỏng, đến lúc mà ổng ôm cái đàn lên rồi bắt đầu giống như cái đó giống như nhạc nhập vô hay sao? Nó nhập hồn đó, đúng rồi. Nó nhập hồn quá đúng rồi, giống như coi như là mình ở trong một cái thế giới khác. Người nghệ sĩ khi mà đã có một cái niềm đam mê thì lúc mà ở ngoài đời có những cái chuyện gì đó không cần biết, nhưng mà đã khi mà đã lên sân khấu cầm cái đàn vô rồi là không cần biết gì nữa, không biết ngày mai. cứ chơi theo cái chủ trương của Đạt là chơi giống như chơi một bữa cuối cùng vậy đó. Mặc dù không biết khán giả là bao nhiêu, không cần biết, nhưng mà chơi giống như đây là buổi văn nghệ cuối cùng trong đời, nên lúc nào cũng chơi hết mình hết. Bây giờ là đến sắp sửa đến năm mới nè, bây giờ là nhân cái dịp năm mới này anh Đạt ở đây, nãy giờ ông ôm cái đàn mà quý thấy cái tay ảnh múa bài, thì anh Đạt có thể tặng cho quý vị khán giả đang tham gia thêm chương trình một khúc nhỏ. Bài này lâu lắm rồi chưa có hát lại, thì Đạt muốn gửi cho quý vị một cái đoạn nhỏ trong một cái bài mà rất là nổi tiếng của người Việt trong lúc đầu năm, đó là nhớ cao ly này hát khúc vang ca chúc người người vui nước non thanh bình một đời hạnh phúc tràn hòa được cho hạnh phúc nơi nơi chúc anh bình luôn.
rất là máu lửa ha. Dạ anh hồi trước đây đó Quy không biết là Quy thấy anh Đạt cũng có rất là nhiều sáng tác, chẳng hạn như cái bài mà rất là nhiều người Việt Nam mình biết đến á, cái bài mà kể cả linh mục nè, linh mục và như là cha Thông ha. Rồi ở đây mình có thầy Quảng Thanh cũng đã từng chơi chung với anh Đạt, thầy Quảng Thanh đánh trống cho anh Đạt hát bài đó luôn. Thì những cái sáng tác đó là những cái anh Đạt bắt đầu sáng tác là từ lúc nào? Sáng tác từ hồi 16 tuổi. Wow, vậy hả? Dạ, lúc đó là sáng tác. Nhưng mà đến bây giờ được bao nhiêu bài rồi? Thì nếu mà mấy cái bài mà xài được á, thì khoảng gọi là xài được, xài được. Còn mấy cái vụ mà sáng tác nửa chừng hay là coi như chưa xong á thì nhiều lắm. Dạ. Còn mấy bài xài được thì khoảng đâu cũng 30 hay gì đấy. Khoảng 30 bài cũng khiêm tốn thôi. Dạ. Nhưng mà coi như là xài được đó. Dạ. Thì khoảng 30 bài. Tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ, tiếng Anh, tiếng Việt đầy đủ. Thì nhắc tới cái bài đó là một trong những cái bài mà Đạt thích nhất ở trong đời mình, sáng tác của mình, sáng tác nhỏ nhỏ. Thì đó, cái tựa đề của bài đó là Gã Điên Trên Đồi Hoang. Thì cũng được nhiều người biết tới, cũng may mắn được khán giả, cũng như quý vị tu sĩ của Công giáo hoặc là của bên Phật giáo rất là mê. Cái bài Gã Điên Trên Đồi Hoang kể một câu chuyện của một người ân sĩ mà bề ngoài không giống như xề xòa, không có hay lắm, con người ta coi thường, nhưng mà tới chừng biết đó là một vị đắc đạo thì muộn quá rồi. Thì thường thường là như vậy, hạnh phúc ra đi rồi mới biết đó là hạnh phúc. thì như vậy, thì giống như nó có cái cho mình chơi một khúc bài đó nha. Dạ. Cũng có nhiều cái dự án giúp đỡ cho mấy anh chị em mà khuyết tật đồ này kia đó. Thì ở bên Mỹ này anh có sinh hoạt những cái đó mà trong những cái cộng đồng khác không? Có. Dạ. Thì lâu lâu có một cái chương trình mà sắp sửa tới đây mà nên cũng Đạt cũng muốn thông báo cho quý vị. Đó là một cái chương trình mỗi năm ở hồ cá Aquarium of the Pacific ở Long Beach. Yeah. Thì nó có một cái chương trình gọi là Đại hội Tài năng Người Khuyết Tật đó, yeah. Do người Mỹ tổ chức.
rất là có ý nghĩa. Tất cả những nghệ sĩ trình diễn thì duy nhất là một người Việt Nam là Đạt, thì hầu như là đều khuyết tật. Người thì biểu diễn xa lăng, người thì những cái hội người khiếm thính như là người nói không được đó, người ta lên người ta biểu diễn tay, những cái cách mà người ta biểu diễn ra dấu tay mà nghệ thuật lắm, hay là những cái có một những cái giọng ca rất là hay mà tất cả đều là người khuyết tật cả, thì trong đó Đạt được cái vinh hạnh được góp công trong đó cũng năm thứ 17 rồi, năm sắp sửa đây là đúng ngày mùng 1 Tết luôn, đúng ngày mùng 1 Tết của người Việt Nam mình, nó tình cờ gì vậy đó, thì đó là ngày 25 và 26 tháng Giêng năm 2020. Dạ, 25 26, tức là đúng ngày mùng 1 Tết, mùng 1 mùng 2 Tết đó, thì quý vị người Việt Nam mình nên tới đó ủng hộ để thấy cái những cái hay của người khuyết tật, cùng cái thế giới khuyết tật, và thấy cái sự trân trọng của người bản xứ ở đây đối với người khuyết tật rất là dễ thương. Thì nếu mà Quốc Huy có thông báo được cái show này cho nhiều người Việt Nam ở hải ngoại gần đây thôi, ở Long Beach thôi, đó là một cái công tác mà Đạt tham gia hầu như là 17 năm nay rồi. Dạ. Thì đó là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa. Dạ. Rồi ngoài ra thì Nguyễn Đức Đạt cũng tham gia những cái chương trình cho các cộng đồng khác như Ấn Độ, người Afghanistan, rồi người Mỹ Tây Cơ. Wow. Người ta có những cái chương trình gây quỹ thì bạn bè cũng quen biết đó, thì người ta nhờ nhà đi quá nhiều. Không thì cũng volunteer thôi, giống như là mình cũng cũng thiện, mệt thiện nguyện đi thôi. Đi nhiều quá có mệt không? Không, vui lắm, vui lắm, vui chứ chả có, về nhà mới mệt. Nhưng mà bây giờ sức khỏe anh Đạt tốt mà đúng không? Ồ, ngon lành. Bây giờ ngon lành luôn á hả? Dạ, ngon lành. Giờ thấy vẫn còn đẹp trai lắm. Cái này ra mà nói thiệt đó, đi ra ngoài có mấy cô có mê không? Thường thường mấy người mà đàn á, mấy cô mê lắm. Không, cái đó không biết, nhiều khi người ta đứng từ xa người ta ngắm mình, người ta ngưỡng mộ mình không biết được. Hãy bị không nói chi? À phải nói, phải nói. Sao? Đúng. Ta không thấy mà không nói sao biết được đúng không? Không nói cho tôi biết được. Ok. À cảm hôm nay á anh em mình á năm mới á ngồi ở trong một cái khung cảnh, không biết là anh Đạt có hình dung được không ha. Cái khung cảnh nó cũng có cái tivi cổ và phía sau rồi xung quanh cũng có không khí Tết, hồi nãy ngoài đường thì thấy không khí Tết rồi phải không? Dạ. Nhưng mà có một cái ngạc nhiên nữa. Bây giờ đố anh Đạt á là ở bên phía bên tay trái anh Đạt có cái gì phải không? Rồi bây giờ lấy cái đèn ra đi, lấy cái đèn ra từ từ no way, cái gì vậy, cái gì đó, cái gì? xe gắn máy hả? Xe gắn máy nhưng mà có biết được xe gì không? Ô, cái này giống có như hình là dung được không? Cái này hồi xưa, cái này chỉ có Việt Nam hồi nhỏ mới thấy, tức là cái xe nhỏ, xe Honda Ram hay gì đó mà. Trời ơi, giỏi vậy. Ôi, tại vì cái xe mô tô này nó bự lắm, nó phải nhỏ xíu vậy. Cái này là man. Làm sao mà có được cái xe này hay quá vậy? Cái đó là mình bây giờ mình biết không, cái cộng đồng Việt Nam của mình á ở bên này á là, thì anh Đạt ở đây cũng mấy chục năm rồi. Yeah. Đúng không? Cộng đồng mình ở bên này bây giờ là coi như ngày Tết với lại tất cả những cái mọi thứ sinh hoạt đó, mình hầu như là mình có tất cả mọi thứ rồi. Thì Huy cũng chơi lại những cái chiếc xe cũ, giống như mình collect lại đó. Đó, nên thành ra là mới có những cái chiếc xe này. Thì cái chiếc xe nãy mà anh bạn chở anh đi á cũng là một trong những cái chiếc mà trong cái bộ mà bộ sưu tập của Huy đó. Hồi nãy mà nghe cái tiếng máy xe cái tự nhiên nhớ Việt Nam. Beautiful. Dạ. Nhớ lắm, nhớ hồi đó. Rồi cái không khí Tết ở đây mình cũng có đầy đủ rồi, đúng không? Đúng rồi. Có cái tiếng pháo. Đó thì đó là năm mới, thành ra là muốn chúc mừng, chúc Tết cho anh Đạt có một cái năm mới sức khỏe, rồi có những cái tiếp tục, đặc biệt là có nhiều show, cái đó quan trọng lắm. Cảm ơn. Yeah. Đúng không? Sẵn cái Đạt có dịp ở trên cái show N10 TV nè. Yeah. Thì cũng xin kính chúc quý vị năm mới được nhiều sức khỏe nè, thần tài gõ cửa, được nhiều chúc, đúng không? Ai cũng năm mới kinh tế hy vọng nó cứ tiếp tục nó lên hoài để cho mọi người được hưởng kinh tế rất là tốt hiện giờ của nước Mỹ nha. Cảm ơn Quốc Huy rất là nhiều nha, cho Đạt có cơ hội để lên nói chuyện, trò chuyện âm nhạc, nói chuyện ngày xuân rồi cho quý vị cho vui một chút thôi. Cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn anh Đạt, và chúc cho anh Đạt là trong năm mới này và quý vị
quý vị thấy là những cái chương trình của anh Đạt á, anh Đạt có những cái chương trình mà video mà bây giờ ở trên YouTube thấy cũng nhiều lắm à. Cảm ơn. Nhưng mà ở nhà có hay theo dõi video không? Có hay theo dõi không? Có. Dạ. Nói ra thì chắc quý vị thắc mắc tại sao không thấy đường mới theo dõi được. Dạ. Bây giờ cái này mới đặc biệt. Hồi nào giờ đúng rồi. Hồi nào giờ mình Quy cũng không có để ý cái chuyện mà đó. Đó. Friday, January 10th. Đó cái phone nó nói. Reminders, try again. Netflix. 20 minutes ago. Notification. Thấy chưa? Cái phone nó nói thì mình là người khiếm thị. Người khiếm thị sẽ biết được cái mình đang ở đâu trên màn ảnh, đúng không? Nhưng mà có xài Facebook được không vậy? Được luôn. Đầy đủ. Hay vậy. Nhớ đầy đủ. Wow, bây giờ công nghệ bây giờ ha. Còn bây giờ ngầu lắm. Copy name. Home doc. Page 3 or 4. Adjust page 4 page 3 or 4 travel folder. Hold. Được chưa? Hay không? Hay chưa? Hay chưa? Đó, mình cứ mình đi kiếm nè. Cái tay mình cứ quẹt qua lại. Video apps folder. Netflix. Đó. YouTube. Thí dụ vậy đó. Đó. YouTube. Thấy chưa? Đó. Dạ bây giờ mình tìm ở trên YouTube cái bài mà mình thích hay là cái chương trình mình thích rồi, cái bài nhạc của anh rồi. Thí dụ như đây gã điên trên đường hoa nhà gã. That's 1245. G. That's 1245. That's 15. Behind. Trên. Đồi không thấy cho quý vị coi. Tại cái screen mình tắt rồi. Okay. Không sao. And không thấy. Nè để kiếm nha. Portrait characters. Got D, got Q, got D, stroke, IE circumflex entrant, D with stroke, I wall back. Screen curtain off. Got D, clear search. Lên được cái screen luôn. Đó. Acoustic guitar, got E, got D, stroke, IE circumflex entrant, D with stroke, I want. Đó, 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 thấy chưa, kiếm được trên Sydney. Trên Sydney đó, thấy chưa, hay chưa? Hay chưa, đó, đó, cho. Wow, thấy không? Coi như là cái màn hình nó lên luôn á. Tức là cái này nên bây giờ cái công nghệ nó cũng hỗ trợ rất nhiều vậy đó hả? Đúng rồi. Ra người khiếm thị sử dụng được tất cả mọi chuyện. Rồi tin nhắn rồi gọi điện thoại đầy đủ hết đó hả? Đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Dạ. Cái đó lâu bị diễn cho quý vị coi chút xíu cho người khiếm thị xài phone như thế nào. Dạ. Ra cũng bây giờ cũng sinh hoạt rất là tự lập. Anh ra cũng đầy đủ hết. Tất cả làm việc trên máy vi tính Windows 10 rồi Apple device, iPad, iPhone rồi cũng xin làm được hết. Như là Đạt cũng có cái nữa là ghiền đồ điện tử. Ghiền đồ điện tử hả? Ghiền cái gì nhất? Từ cái phone cho tới âm ly, cho tới speaker. Nhưng mà nguyên ngạc nhiên cái là nhạc sĩ mà, dân nhạc sĩ. Mấy cái speaker, mấy cái âm ly là anh Đạt tự gắn được hết hả? Được. Cũng ráng học hỏi để làm cái gì được tự lập thì làm. Còn cái gì mà đáng lắm mà mới nhờ. Nhưng mà cái đó nó làm mình happy hơn. Đúng rồi, nó làm mình vui hơn. Dạ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị một lần nữa đã theo dõi chương trình của rất Đạt cũng là một cái big fan của chương trình Quy. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế. Ok, thank you. Vui quá. Không hay lắm em. Không, rất là dễ thương.